gian chúa. Rất nổi tiếng đó là chú bé đánh trống. Chú bé gõ trống lên để báo động niềm vui của Thiên Chúa làm người. Giáo xứ chúng ta trong những ngày này rộn rã tiếng trống khua trống lên để hân hoan trong bầu khí tưng bừng lễ hội của mùa Noel thứ 60 của giáo xứ. 60 năm qua biết bao nhiêu hồng ân Chúa đã thương ban. Xin chúc tụng Chúa muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã sinh xuống làm người để cứu độ trần gian. Xin Chúa lòng thương xót, xin Chúa lòng
Chúa đã chết trên cây thập giá để thứ tha tội lỗi chúng con. Chúa đã sống lại mở đường để nhân loại về thiên quốc. Xin Chúa làm thượng song, xin Chúa làm thượng song chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã sáng tạo con người cách kỳ diệu, lại còn phục hồi phẩm giá con người cách kỳ diệu hơn nữa. Xin ban cho chúng con được chia sẻ chức vị làm con Chúa với Đức Kitô, là Đấng đã chia sẻ kiếp người với chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Cha trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Ngôn sứ Isaiah loan báo cho dân Chúa biết: Chúa đem bình an hạnh phúc đến cho họ và cho toàn thể nhân loại. Đó là ý nghĩa bài đọc sau đây. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đẹp thay trên đồi núi, bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an. Người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng: Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Kìa nghe chăng, quân canh gác của người cùng cất tiếng reo hò vang dậy. Họ sẽ được tận mắt thấy Đức Chúa đang ở về Sion. Hỡi Jerusalem điêu tàn hoang phế, hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng, vì Đức Chúa an ủi dân người và cứu chuộc Jerusalem. Trước mặt muôn dân, Đức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của người. Ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta, người bốn bể rồi ra nhìn thấy. Đó là lời Chúa.
Chúa đã nhờ các ngôn sứ, nay được sai con một là ngôi lời đến dạy bảo chúng ta, và dùng lời quyền năng của người mà tẩy xóa tội lỗi nhân loại. Đó là nội dung đoạn thư sau đây. Khởi đầu thư gửi tín hữu Hebrew. Thuở xưa nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. Thiên Chúa đã nhờ người mà dựng nên vũ trụ, đã đặt người làm đấng thừa hưởng muôn vật muôn loài. Người là phản ánh của vẻ huy hoàng, là hình ảnh trung thực của bản thể Thiên Chúa. Người là đấng dùng lời quyền năng của mình mà duy trì vạn vật. Sau khi đã tẩy trừ tội lỗi, người lên ngự bên những đấng cao cả trên trời. Danh nhiều người được thừa hưởng, cao cả hơn danh nhiều các thiên thần bao nhiêu, thì người lại trội hơn họ bấy nhiêu. Thật vậy, có bao giờ Thiên Chúa đã phán cùng vì thiên thần nào: con là con của cha, ngày hôm nay cha đã sinh ra con, hoặc là ta sẽ là cha người và chính người sẽ là con ta. Còn khi đưa chuộng tử vào thế giới loài người, Thiên Chúa lại nói: mọi thiên thần của Thiên Chúa phải thờ lạy người. Đó là lời Chúa. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Ngôi lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có.
nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra không phải do khí huyết, cũng không phải do ước muốn của nhục thể hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho người là con một đầy tràn ân sủng và sự thật. Đó là lời Chúa. Nơi hang Bethlehem thiên thần sướng ca, Thiên Chúa vinh danh chúng nhân an hòa. Ai trong chúng ta cũng thuộc cái bài hát có thể nói được rằng rất nổi tiếng của nhạc sĩ Hải Linh, và tương đương với những cái bài thánh ca bất hủ ở trên thế giới này như là Silent Night. Thế thì Bethlehem ở đâu? Thưa Bethlehem, ở phía nam Jerusalem, cách Jerusalem 9 cây số, như vậy là khoảng 6 dặm. Và Bethlehem, người nhỏ bé thế nhưng mà rồi khắp nơi trên thế giới này sẽ nhận ra người. Hỡi Bethlehem Ephrata. Thế Bethlehem là quê hương của Boaz. Ông Boaz này lấy nàng Ruth và sinh ra Obed. Obed sinh Jesse, Jesse sinh vua David. Và như vậy thì khi nhắc tới Boaz và nàng Ruth lấy nhau rồi sinh ra Obed, Obed sinh Jesse, Jesse sinh vua David. Và như vậy thì ông Boaz và nàng Ruth là ông bà cố nội của vua David. Và vua David sinh ra nơi thành Bethlehem lẫy lừng. Chúng ta biết nhiều về ông vua David này, Thánh Vương David. Và Chúa Giêsu được tháp nhập vào trong hoàng tộc của ông vua David lẫy lừng này. Và trong đêm Noel, chúng ta tưng bừng cùng với các mục đồng nơi cánh đồng chiên, được các thiên thần đánh thức: này dậy mau, hỡi đi giúp, vội vã lên đường để đến Bethlehem. Nơi ấy các ngươi sẽ thấy một hài nhi đặt trong máng cỏ. Và rồi các mục đồng vội vã lên đường để đi đến Bethlehem. Và rồi đến nơi ấy cùng với tiếng hát ca của các thiên thần, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Chúng ta được mời gọi đến gần
đến gần nên đã đưa lên để chiêm ngắm hài nhi Giêsu cất tiếng khóc chào đời. Và một hài nhi Giêsu thiếu thốn mọi sự, hài nhi Giêsu ấy cần sự trợ giúp của những con bò, con lừa phì phò hơi thở để chú hài nhi được ấm áp. Của Thiên Chúa ai thấy chết liền, thế nhưng giờ đây Ngài lại nhỏ bé yếu đuối như vậy đến với con người chúng ta, và Ngài đã ở giữa chúng tôi, cư ngụ giữa chúng tôi. Thế nhưng họ lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận gì cả. Một Thiên Chúa ai thấy chết liền, thế bây giờ lại đi đến tận cùng của con người, được sinh ra nơi hang đá Bethlehem, nơi mà người ta giữ đoàn vật trong đêm. Và rồi hài nhi được sinh ra như thiên thần mách bảo, với các anh mục đồng hài nhi được đặt nằm trong máng cỏ. Thương ơi là thương, một Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Và cảnh tưng bừng rộn rã của đêm Noel dẫn đưa chúng ta hôm nay đến trang tin mừng của Thánh Gioan. Nếu như mà phúc âm của Thánh Matthew, của Thánh Luca khởi động sách phúc âm của mình bằng cảnh Giáng sinh của ngôi lời Thiên Chúa làm người, thì phúc âm của Thánh Gioan như cha cố vừa công bố khởi đầu tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan cả là một đúc kết thần học, để rồi chúng ta không được giỡn mặt giỡn chơi với hài nhi Giêsu thơ bé yếu đuối cần sự trợ giúp này. Lúc khởi đầu đã có ngôi lời. Ngôi lời vẫn hướng về Thiên Chúa và ngôi lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu người vẫn hướng về Thiên Chúa, và nhờ ngôi lời vạn vật được tạo thành, và không có người thì chẳng có gì được tạo thành. Ngôi lời, lời quan trọng. Hai người yêu nhau nói với nhau lời thì thầm yêu thương, cần phải nói để biết mình muốn gì, mình nghĩ gì và đâu là sự thật. Người ta cần phải phát biểu, cần phải nói, lời nói được chuyển đi một thông điệp thì cần được hồi đáp. Tôi đang nghe lời thì thầm của một tình yêu Giáng sinh làm người. Ngài đến một cách khẽ khàng quá. Ngài đến như giọt sương trên ngọn cỏ. Ngài đến nhẹ nhàng, đáp xuống an toàn. Một Thiên Chúa làm người, mà Ngài là lời, lời quyền năng. Mà Thiên Chúa phán một lời thì có như vậy. Lời nói quan trọng. Khi vợ chồng yêu nhau cần phải chuyện gẫu với nhau, phải nói chuyện với nhau thì tình yêu ấy luôn luôn được đơm đầy. Một ngày nào đó vợ chồng không còn nói với nhau được, nguy hiểm vô cùng. Tình yêu ấy rạn nứt và có thể đổ vỡ. Và như vậy là lời quan trọng. Có những người kiệm lời trong nhà mà không thấy nói năng gì cả. Vợ vất vả nấu nướng cho mình ăn uống thỏa thuê, thế nhưng mà kiệm lời quá, không mở lời để cảm ơn
để tỏ tình yêu thương. Lời nói quan trọng. Và hôm nay chúng ta mừng mầu nhiệm ngôi lời. Lời quyền năng ấy, lời mà Thiên Chúa phán một lời thì liền có như vậy. Thiên Chúa sáng tạo yêu thương. Và ngôi lời ấy đã trở nên một con người ở giữa chúng tôi đây. Một con người yếu đuối, không thể nào tưởng tượng được, không thể nào tin được một Thiên Chúa lại có thể hạ mình, thu mình vào trong một cái sự nhỏ bé đến như vậy. Để rồi chúng ta thấy nhiều khi mình lại dễ ngơi, coi thường Chúa. Cái mầu nhiệm Giáng sinh hôm nay là một mầu nhiệm tự hạ một Thiên Chúa cao sang, thấy là chết liền. Ông Mô-xê từ trên núi đàm đạo với Chúa đi xuống mà dân hãi hùng sợ hãi, xin ông ơi, ông che bớt mặt ông đi, chúng tôi sợ hãi quá. Một Thiên Chúa dữ dội như vậy, quyền năng như vậy, thế nhưng Ngài lại thu mình nhỏ bé, yếu đuối, tầm thường, để rồi cận kề với con người chúng ta, chia sẻ mọi nỗi khổ niềm đau của con người. Và Thiên Chúa đi đến tận cùng sâu thẳm của con người, để rồi từ nơi sâu thẳm bung lời ấy, Thiên Chúa kéo tất cả chúng ta lên với Chúa. Từ nguồn sung mãn của người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Chúa Giêsu mang đến quà tặng cho nhân loại chúng ta, đó là ơn cứu độ. Và Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính con một của Ngài, để ai tin vào người con ấy thì không phải chết nhưng được sống đời đời. Của Chúa Giêsu diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, lòng xót thương của Ngài. Giáo xin chúng ta có được một núi đá lòng Chúa thương xót, hạnh phúc quá trong năm đại từ bi này, năm lòng thương xót này, một cái điểm dừng chân rất lý tưởng khi chúng ta bước vào khuôn viên nhà thờ, để rồi nơi ấy với núi đá trường tồn mãi mãi. Thiên Chúa là tình yêu, mãi mãi Thiên Chúa là xót thương, thương xót như Chúa Cha. Và Chúa Giêsu diễn tả một tình yêu đến cùng. Tình yêu đến cùng đó chính là chết trên thập giá, chịu đóng đinh vì người mình yêu. Và một Chúa Giêsu ngay khi Giáng sinh làm người đã chấp nhận một cái phận người nhỏ bé yếu đuối, bị tra đạp, bị đánh đập, bị đòn vọt, bị treo trên thập giá. Thế nhưng Thiên Chúa lại cho thấy thế nào là sức mạnh của một tình yêu. Một tình yêu luôn gắn kết, một tình yêu luôn mời gọi tất cả chúng ta sống yêu thương, gắn kết với Ngài. Và nơi Ngài ơn cứu độ chan chứa, lòng Chúa xót thương tràn đầy. Xin cho mỗi người chúng con sống mùa Giáng sinh 60 của Ngọc Khánh Hà Đông, cho mỗi người chúng con cảm nhận được lòng Chúa thương xót chúng con, cứu độ chúng con. Và Đức Giáo Hoàng Francisco Ngài nói rằng, trong một bầu khí lễ hội Noel rất tưng bừng và nhiều ồn ào, mỗi người hãy tìm cho mình một khoảng lặng. Nơi ấy chúng ta cảm đến được Chúa thương xót chúng ta, Chúa yêu thương, Chúa sống phận người như mỗi người chúng ta. Và thế giới này được ngôi lời Thiên Chúa làm người ôm ấp, và tất cả trở thành một cảnh vực thần linh nếu như mỗi người chúng ta chung tay góp sức để xây dựng một nền văn minh mới, một nền văn minh của tình yêu. Và có một tình yêu Giáng sinh làm người ở giữa chúng tôi. Ngài là Cứu Chúa, Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng tôi. Xin cho mỗi người chúng con sống
từng giây phút, từng nhịp đập của trái tim, chúng con cảm nhận được lòng xót thương của Chúa đối với phận người, mỗi người chúng con và đối với toàn thể nhân loại này. Và lời tuyên xưng đức tin hôm nay, chúng ta sẽ quỳ gối để tôn thờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể làm người. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chị em thân mến, ngôi lời đã có từ muôn thuở, nhưng vì yêu thương ta nên đã giáng trần như một con người hữu hạn. Vậy chúng ta hoan hỷ cảm tạ tri ân, tung hô và dâng lời cầu nguyện. Trong cảnh im lặng của ban đêm, một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tu sĩ đang sống đời chiêm niệm trong các đăng viện luôn tìm được niềm vui trong đời sống tận hiến của mình.
tranh, hận thù, khủng bố. Một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho thế giới hiện nay được sống trong cảnh thái bình và thịnh vượng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trước sự dửng dưng lạnh đạm của thế gian, một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các trẻ em luôn được chăm sóc chu đáo và bảo vệ an toàn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Dù biết bao mối bận tâm của chúng ta trong cuộc sống thường ngày ồn ào náo nhiệt, một trẻ thơ chào đời để cứu ta, một người con được ban cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương ban ơn ăn bề cho những ai trong giáo xứ chúng ta đang gặp thử thách gian truân. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Hải Nhi, Chúa đã hạ cánh an toàn. Chúa đến nơi hang đá Bethlehem, nơi ấy Đức Mẹ đồng trinh đã cưu mang, đã sinh hạ. Nơi ấy có Thánh Giuse, người cha nuôi tận tụy để đáp ứng mọi nhu cầu. Chúng con vui mừng và chúng con được mời gọi đến chiêm ngắm nơi hang đá Bethlehem. Nơi ấy một tình yêu tỏa sáng, tình yêu đăng quang. Xin cho mỗi gia đình chúng con thực sự đón nhận được ánh sáng, tình yêu, niềm vui từ nơi mái nhà Bethlehem này. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
anh chị em hãy cầu nguyện hy lễ của chúng tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, đây là lễ vật chúng con dâng cho ngày đại lễ Giáng sinh để tôn thờ Chúa cho phải đạo. Xin cho thương chấp nhận và làm cho mọi người được ơn hòa giải và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì nhờ mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, một luồng sáng mới từ vinh quang Chúa chiếu rọi vào tâm trí chúng con, để khi nhận biết Thiên Chúa xuất hiện hữu hình, thì nhờ Người lôi cuốn mà chúng con yêu mến đấng vô hình. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bệ thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con lại xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa
bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan Chúa. Xin cho chúng con được thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Tổng Giám Mục Phaolô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Trong lễ hội Noel 60, mùa Noel 60 năm thành lập giáo xứ Hà Đông, chúng con nhớ đến các đấng các bậc đã luôn điều hành và giúp cho cộng đoàn chúng con được lớn mạnh như hôm nay. Biết bao nhiêu những công khó của các bậc tiền nhân, của các ân nhân dâng hiến cho nhà thờ. Quá khứ hôm qua và hôm nay, biết bao nhiêu những công sức đóng góp của các anh chị em trong thời gian tốc hành 6 tháng vừa qua. Xin Chúa ban tràn đầy phúc lành cho anh chị em đã tích cực đóng góp xây dựng nơi cộng đoàn giáo xứ thân yêu này. Chúng con dâng lên Chúa tâm tình tạ ơn, xin được bình an và cho thoát khỏi những nguy hiểm đang rình rập. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là Gioan Bautista, Anna, Giuse, Maria, Phêrô, Đa Minh, Anton, Alfonso, các linh hồn tiên nhân, linh hồn Teresa dịp lễ dỗ một năm và các linh hồn. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly dần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse vạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta gian nguyện đời. Thank you.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói các tông đồ rằng: Tôi để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng trách tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa, và cho giáo xứ chúng con đây trong dịp lễ mừng Ngọc Khánh Hồng Ân. Xin Chúa tuôn đổ tràn đầy phúc lành trên mỗi người chúng con, gia đình, giáo xứ chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Niềm vui bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em phải chúc bình an cho nhau.
Chúa xuống đem bình an cho nhân loại.
hỡi hướng về, hướng về hàng đó bên em. Có biết kể xin ơn thứ tha của Thái Hòa, tha thiết kể xin ơn thứ tha của Thái Hòa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Để Thiên Chúa từ bi nhân hậu, hôm nay Chúa đã cho vị cứu tinh ra đời để chúng con được tái sinh làm con Chúa. Ước gì Người cũng cho chúng con được hưởng phúc trường sinh, Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em đang hiện diện nơi đây. Lễ xong chúc anh chị em đi bằng an.